thư giãn thân, buông xả tâm. Vòng lặp hiện tại của cuộc sống đang xoay quanh việc tạo ra nhiều hơn, làm nhiều hơn, để chứng minh cho mọi người và thế giới rằng tôi đang không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước. Hầu hết mọi người nghĩ rằng nghỉ ngơi là một thứ gì đó xa xỉ trong tiến trình phát triển bản thân. Suy nghĩ đó quả thực là một sai lầm to lớn. Chẳng có sự gì trên đời này là không cần nghỉ ngơi. Con người, động vật, thậm chí đất đai cũng cần phải nghỉ ngơi. Đó là một phần của tự nhiên. Thế giới động vật và thực vật nghỉ ngơi vào đúng thời điểm. Ta luôn sống vội, sống vàng mà không biết chậm lại dù chỉ là một chút. Ta nào có thời gian ngắm hoàng hôn vào những buổi chiều hè, nào có thời gian ngửi mùi hương của đóa hoa đào nở, hay lắng nghe tiếng chim hót vào mùa xuân. Bạn có nhận ra một nghịch lý là trong thời đại của rất nhiều thiết bị giúp tiết kiệm thời gian như điện thoại, máy phát, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi, máy tính, xe hơi, máy bay, mà con người vẫn không thực sự có đủ thời gian. Có vẻ như chúng ta đang sống vội hơn bao giờ hết. Sự nghỉ ngơi làm trẻ hóa tâm trí, cơ thể và tinh thần ta. Ta sẽ chẳng bao giờ có được sức khỏe nếu không để cơ thể và tâm trí nghỉ ngơi. Nói thì dễ, nhưng đây là điều mà tất cả chúng ta thường bỏ qua. Vậy đặt ngược lại câu hỏi, có nhiều người mượn sự nghỉ ngơi mà lại trì trệ lười biếng, chỉ ăn, chơi với ngủ thôi thì sao? Đâu là ranh giới của làm việc cần mẫn chăm chỉ và nghỉ ngơi vừa đủ hợp lý? Thực ra nghỉ ngơi mà tôi đề cập ở đây hàm ý gồm hai yếu tố. Đó là thư giãn trạng thái thân thể và buông xả mọi mong cầu chấp trước hay rối rắm bên trong tâm trí. Những hoạt động mang tính giải trí như lướt Facebook, chơi trò chơi điện tử, nhậu nhẹt, tụ tập đàn đúng, thực ra không làm tâm trí ta được giải tỏa căng thẳng, mà chỉ là chuyển từ đối tượng căng thẳng này sang đối tượng căng thẳng khác. Niềm vui khoái lạc nhất thời chỉ làm ta thoải mái được trong khoảng thời gian ngắn. Hệ lụy sau đó là sự mệt mỏi, căng thẳng, buồn ngủ, uể oải. Trạng thái nghỉ ngơi thực sự là khi ta để tâm trí rỗng lặng, trong sáng và thân thể được thư giãn thả lỏng. Khi bạn biết cách đưa sự nghỉ ngơi vào trong từng sinh hoạt, trong đời sống hàng ngày, thì tự nhiên bạn lại có năng lực làm được nhiều việc hơn, hiệu quả hơn và không nhất thiết cần ngủ quá nhiều nữa. Ngủ nhiều không đồng nghĩa với việc thân tâm bạn được nghỉ ngơi đúng cách. Nếu những căng thẳng trong bạn còn chất chứa và bạn quyết định mang nó vào giấc ngủ để tạm lãng quên và lẩn trốn chúng, thì thực ra là bạn đang mang sự mệt mỏi vào trong cả giấc ngủ. Đó là hiện trạng tại sao mỗi sáng khi ta thức dậy vẫn hay bị mệt mỏi, chóng mặt, lừ đừ kéo dài suốt cả ngày hôm sau. Tóm lại, hãy thực tập trọn vẹn với từng khoảnh khắc, sống với sự tập trung vừa đủ, ý thức thư giãn thân và buông xả tâm ngay trong mọi hoạt động sinh hoạt, trong đời sống hàng ngày, là liều thuốc quý báu để chữa lành thân tâm của chính mình. Nếu điều này khó với bạn, hãy thực tập ít nhất là dành ra những khoảng thời gian rảnh
hoặc buổi tối trước khi đi ngủ, để thoát ly ra khỏi mọi hoạt động, đưa thân tâm vào trạng thái vô sự vô tư và thực hành nghỉ ngơi đúng cách. Chắc chắn đó sẽ là trải nghiệm quý báu để bạn có được niềm tin về sức mạnh của sự nghỉ ngơi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trọn vẹn chiếc radio này. Đây là một chuyên đề nhỏ trong chuỗi GNH Radio ngẫm với chủ đề Bí mật cho một sức khỏe toàn diện. Nếu bạn cảm thấy radio này giá trị thì đừng quên gửi bình luận, chia sẻ đến bạn bè của mình và ủng hộ Talk bằng cách nhấn theo dõi bên phải để nhận thông báo cho các tập tiếp theo của chủ đề này nhé.